Sắp xong chương rồi. Tiếp theo là tính chất gì đây? Thế gì? Thế oxy hóa khử. Thế oxy hóa khử của sữa là tầm cộng 0.2 đến cộng 0.3 V. Khi nó cộng có nghĩa là nó có oxy. Càng nhiều oxy thì thế oxy hóa khử càng cộng, càng dương càng lớn. Thế oxy hóa khử là được xác định bởi hàm lượng oxy hòa tan trong nó. Thế oxy hóa khử càng lớn thì kích thích vi sinh vật nào phát triển? Nhóm vi sinh vật hiếu khí phát triển. Ok, những cái chữ như này tự đọc nha. Cuối cùng, NIR. NIR là gì? Quang phổ cận hồng ngoại. Spectroscopy là quang phổ. Infrared là hồng ngoại. Near infrared là gần, là cận hồng ngoại. Alright, tôi mở đây lên để tôi vẽ giải thích cho mấy em thôi. Ở trong thực tế, nó có một cái dãy quang phổ rất lớn. Ánh sáng thấy được là có bước sóng từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Có bước sóng từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Bước sóng nè. Bước sóng của ánh sáng thấy được là từ 380 nanomet đến 760 nanomet. Tức đây là ánh tổng hợp tất cả các bước sóng này lại, nó thành là ánh sáng gì? Ánh sáng trắng, mắt mình thấy được. Còn lại bên trái và bên phải có một khoảng rất rộng bức xạ mà mình không thấy được bằng mắt. Ok, bên này là bước sóng lớn hơn, bên này là bước sóng nhỏ hơn. Bước sóng nhỏ ngay chỗ mà ánh sáng thấy được mà có bước sóng nhỏ nhất là có màu gì? Màu gì? Màu tím, violet. Còn bên bước sóng lớn nhất chỗ cái khoảng thấy được là màu gì? Màu đỏ. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, nhớ không? Không nhớ sao thi đậu đại học hay vậy ta? Hôm nay là quan trọng đại học mà. Mấy năm rồi đúng không? Ok, rồi, chỗ này nè, đỏ. Thì qua bên phía này nó có màu gì? Nó gọi là hồng ngoại là phía này nè. Cận hồng ngoại là chỗ này, từ 760 đi lên. Bước sóng từ 760 đi lên. Khi bước sóng mà nhỏ hơn violet trở xuống gọi là gì? Phía này gọi là cái gì led? Ultraviolet. Có nghĩa là cực. Cực gì? Cực tím. Hai còn gọi là tia gì? UV là viết tắt đó. Hay gọi là tia gì nữa? Tử ngoại. Tử nghĩa là gì? Chết. Tia gây chết. Nghe kia không? Rồi. Sau khi bạn nam này ra trường làm kỹ sư tháng đầu nhận lương. Mừng quá người yêu ơi, em ơi. Anh tặng cho em cái kem này để em ra biển, em tắm biển, em bôi để em chống tia hồng ngoại nha. Tại vì tia hồng ngoại nó làm da em ngâm đen, mất sự đẹp đẽ. Xong cái người yêu cười tủm tỉm, anh tưởng đó là người yêu hạnh phúc. Ai ngờ anh nói trật lắc rồi. Đi ra ngoài biển người ta tắm, người ta sợ đen da, ta sợ tia gì, hồng ngoại hay tử ngoại? Tử ngoại, đâu có sợ tia hồng ngoại. Mà hồi hộp quá nói tia hồng ngoại. Từ đây nè, về phía bên này, đây là bức xạ ion hóa. Từ bên này về phía nè là bức xạ không ion hóa. Theo chiều bên này thì bước sóng nó tăng dần, còn tần số thì sao? Nó ngược lại. Mà tần số thì mới tỷ lệ thuận với năng lượng. Năng lượng ở bức xạ của photon. Như vậy là càng về bên trái năng lượng càng lớn, càng về bên phải năng lượng càng lớn. Càng về bên trái năng lượng càng lớn. Cho nên từ cái tím nè, ánh sáng tím trở xuống, cực tím trở xuống, thì là bức xạ này nó đủ mức năng lượng để gây ion hóa vật chất. Tức là nó có khả năng làm bắn electron ra khỏi nguyên tố để trở nên ion, cho nên mới gây tổn thương tế bào này được. Ung thư da, tăng nguy cơ ung thư da. Còn lại bên kia thì an toàn hơn. Ở bên này nó còn có những cái mà ví dụ như bôn nguyên tử, đó là cái bức xạ nó nằm về bên phải hay bên trái. Bên này nè, tia gamma, rồi ở đâu chỗ này là tia X, năng lượng cực lớn. Em có nhiều người ghiền chụp phim, biết chụp phim không? Chụp tia X, chụp hoài cuối cùng cũng giảm tuổi thọ nữa. Phải bức xạ nó lớn lắm. Em xem phim Hollywood á, thấy những cái lò phản ứng hạt nhân mà người nào mà biết nhiều khi nó bị hư, ai mà hy sinh vô đó sửa là coi như là cũng không sống nổi. Bức xạ lớn lắm, đúng không? Một là chịu không nổi vài thời gian ngắn qua đời, hai là cuối cùng cũng có nguy cơ ung thư này kia. Để bức xạ lớn mà thay đổi nhiều vật chất DNA trong tế bào vân vân. Ok rồi nha. Còn bên này là sóng radio, sóng vô tuyến, TV, truyền hình rồi nè. Nó cũng là dạng sóng, cũng dạng là bức xạ, mình đâu thấy đâu. Điện thoại rồi đó của mình. Rồi quay lại. Bức xạ cận hồng ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng từ electromagnetic, là điện từ, nó vừa có cấu phần điện vừa có cấu phần từ. Từ 780 nanomet trở lên 3000 nanomet. Người ta ứng dụng cái bức xạ này để phân tích thành phần sữa, để phân tích thành phần chất lượng của sữa ban đầu. Cái thiết bị nó có một cái cell,
sữa bơm vô, đi qua cái cell, người ta cho chiếu vô bức xạ cận hồng ngoại NIR, thì tùy thành phần của cái sữa này nó sẽ phản xạ hay khúc xạ ánh sáng khác nhau. Người ta thu cái tín hiệu này, người ta chuyển cái tín hiệu này thành thành phần sữa. Đó là phương pháp đo nhanh. Thay vì phương pháp phân tích hóa học truyền thống, phân tích protein thôi, cái tốn nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ, phân tích hàm lượng vật chất khô tốn 4 tiếng đồng hồ, lâu lắm. Đó là phương pháp dùng bức xạ cận hồng ngoại để phân tích cái tính phản xạ, tính quang học của sữa. Từ đó mới quy ra thành thành phần cho nó nhanh. Làm rất nhanh, có khi là chưa được phút là xong mẫu. Dựa trên tín hiệu này, nó có phần mềm chuyển đổi thành thành phần của sữa, bao nhiêu phần trăm protein, bao nhiêu phần trăm chất béo, bao nhiêu phần trăm lacto, có hết luôn. Ví dụ như là hàm lượng ẩm protein, rồi béo lacto, hàm lượng tro ra một lần. Yeah. Ví dụ như cái máy này, sữa đưa vô cái ống nghiệm hoặc là cái hũ này, cái nó có cái băng truyền nè, nó nhích nhích nhích, nó đưa vô dần dần ở đây. Ở đây nó có cây kim, nó tọt xuống, nó hút mẫu sữa. Nó hút mẫu sữa, nó đưa vô, nó hút nó vô trong cái cell quang học, trong đó nãy tôi nói đó, chiếu vô. Rồi phân tích xong, nó đưa ra cái thành phần, cái màn hình máy tính luôn, lưu dữ liệu luôn. Nó phân tích xong thành phần xong, cái máy này nó làm thêm một chức năng nữa, đếm tế bào bạch cầu luôn được, tế bào soma, nhớ không, chương 2. Nó hút tiếp, nó cho vô, xong đó nó cho thuốc nhuộm vô. Thuốc nhuộm để nhuộm tế bào á, nhuộm để đếm tế bào soma xong cho qua thiết bị đếm bằng laser, bằng tia laser. Đếm, trong 1 ml bao nhiêu tế bào bạch cầu để xem là sữa có bị gì hay không, viêm vú hay không. Phân tích rất nhanh. Một cái máy này nó có thể thay cho 100 con người nếu mà làm bằng phương pháp truyền thống. Những trung tâm cần cái máy này nè, ví dụ như bây giờ người ta thu mua sữa từ 100 nông trại đó, buổi sáng 100 nông trại đó, có 100 mẫu mà vừa phân tích thành phần có mấy cái chỉ tiêu rồi vừa phân tích soma này kia, mà nếu mà dùng người thì biết bao nhiêu người cho đủ. Cho nên là dùng cái máy này. Ở những nước phát triển nó có cái trung tâm trọng tài là phân tích thành phần sữa. Ví dụ như vậy, bây giờ cái xe của cái xe tải lạnh của công ty đến nông trại lấy sữa, thì nó lấy sữa xong nó phải lấy mẫu sữa gửi về cái trung tâm này phân tích. Trung tâm này phân tích gửi kết quả qua cho nhà nông, nhà nuôi bò, và cũng gửi kết quả qua bên cho cái nhà thu mua là nhà máy chế biến. Ông nhà máy chế biến này, ông nhìn vô kết quả, ông sẽ cho ông nông dân này một cái giá tiền. Cái giá sữa tươi là nó không bao giờ cố định hết. Nó dựa trên hệ thống gọi là thưởng và phạt. Chất lượng càng cao thì giá càng cao. Chất lượng thấp thì giá thấp hơn. Nên ví dụ bây giờ Vinamilk nói tôi mua của nông dân đến 16.000 một lít sữa lận. Nhưng mà thực ra rất là ít nông dân nhận được 16.000. Có khi 15.000, khi 14.000, khi 13.000. Vì bị trừ điểm, trừ tiền. Vì chất lượng không đạt, vì thành phần này giảm, tế bào soma cao, vì lượng vi sinh vật tăng, vân vân. Ok, thì ở những nước phát triển nó có cái trung tâm trọng tài này phân tích làm, đưa kết quả qua hai bên. Còn Việt Nam thì chưa có cái trung tâm này. Mà Việt Nam đa phần các công ty thu mua tự phân tích luôn, tự quyết định giá. Chúng ta đã hết chương 4. Vừa qua câu hỏi và trả lời.